Sư con nghe nói rằng sống nên lấy pháp làm trọng, thì con có một số câu muốn hỏi sư là nếu mình giữ giới mà khiến người khác tức giận khó chịu thì mình có sai chánh pháp không sư? Ví dụ họ ép con phải nói dối hại người, họ ép con phải sát sanh nhưng con không làm theo thì họ tức giận và khó chịu. Vậy con có làm đúng chánh pháp không? Và nếu con giữ giới bằng tâm sân thì có sai không sư? Ví dụ như họ ép con uống rượu, sử dụng chất kích thích hay họ ép con phải ăn thịt thì lúc con quạo lên con nói tôi không thích như vậy. Thì con có pháp phải tà kiến hay sai chánh pháp không sư? Vì bị ép nhiều lần như thế con rất bực bội. Như cái vị này là cái vị hỏi một cái câu hỏi 5 lần 7 lượt cùng một nội dung mà sư đã trả lời rồi nhưng mà quý vị không có hiểu được cái câu trả lời của sư. Cái kiểu như con đói bụng nó hỏi má, má ơi đồ ăn để đâu, bà má nói đồ ăn để trong lòng bàn đó con. Nó chạy vòng vòng, nó quay lại, nó hỏi má đồ ăn để đâu. Bà má trả lời, má đã nói đồ ăn để trong lòng bàn đó con. Rồi nó chạy một vòng, nó lại quay lại, nó hỏi má, má ơi con đói bụng, đồ ăn để ở đâu. Thì chắc có khi là bà má, bà chỉ có lấy cái đũa bếp, bà dạy con là tình thương mẹ như núi thôi chứ còn. Thì sư trả lời lần này, sư hy vọng là sẽ không hỏi cái câu tương tự nữa. Giữ giới nó có ba. Giữ giới bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Bậc hạ là mình vì cái chuyện giữ giới mà mình ảnh hưởng đến cái thu nhập vẫn giữ giới. Bậc trung là vì cái chuyện mình giữ giới mà mình ảnh hưởng đến sức khỏe, tức là mình giữ giới bị người ta đánh á, mình vẫn giữ giới, nó là bậc trung. Bậc thượng là mình giữ giới mà bị người ta đâm chết hoặc đánh chết đó, đó là bậc thượng. Thì mình càng giữ giới thì mình càng có phước. Còn cái chuyện là mình giữ giới mà có khiến người ta bất thiện với mình á, thì xin thưa là trong pháp cú Đức Phật cũng có nói đó, cái người sống thiện thì được người trí tán thán và bị kẻ ngu ghét bỏ. Cho nên là ai ghét thì cứ kệ họ ha, mình lo cái chuyện của mình là được rồi. Còn cái chuyện mình giữ giới bằng tâm sân á, thì xin thưa bản thân tâm sân nó đã là sai rồi nha. Nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Quý vị giữ giới bằng tâm sân á thì nó sẽ cho cái quả vừa trắng vừa đen. Thì lấy ví dụ như quý vị giữ cái giới không uống rượu mà quý vị giữ bằng tâm sân, đời sau sanh ra một cái viễn cảnh nó rất hết sức tươi sáng. Mình là người thông minh nha, mình là người rất là thông minh do mình giữ giới không uống rượu, nhưng mà nó xấu, nó xấu tàn canh gió lạnh. Quý vị có biết là có nhiều người họ thông minh mà họ xấu không? Biết là nó giỏi, biết cái thông minh á, mà trời ơi cái hình tướng ở bên ngoài nó xấu chịu không nổi, là do cái kiểu nếu như mà quý vị giữ cái giới không uống rượu mà quý vị giữ bằng tâm sân á, quý vị sẽ được cái quả mà vừa vừa trắng vừa đen cái kiểu đó đó ha. Bởi vì tâm sân nó sẽ đưa ra cái cho cái quả báo là bị xấu, cái nhan sắc nó xấu xí. Rồi tâm sân nó sẽ đưa đến cái quả báo là bị người khác ghét bỏ. Cho nên đời sau á, giỏi thì đúng là giỏi, giỏi dữ lắm nhá, giỏi. Nhưng mà thứ nhất là xấu, cái thứ hai là bị người ta ghét, người ta không có ưa. Thành ra là cẩn trọng ha, giữ giới đúng là tốt, nhưng mà mình giữ bằng cái tâm sân á, đời sau nó sẽ y chang vậy đó. Rồi cái chuyện là mình không sát sanh cũng y chang vậy, không sát sanh mà mình giữ bằng tâm sân á, đời sau sanh ra sống lâu, sống lâu nhưng mà cái kiểu mà xấu, sống lâu nhưng mà sống đơn độc ai cũng ghét hết trơn, ai cũng chuộc cho chết mà không chịu chết đi, ta nói là già không chịu chết đi. Rồi cái nhan sắc xấu xí, coi như hình thù thì nó quái dị, nó xấu, nhưng mà được cái sống lâu
Ừ, được cái sống lâu là nhờ cái phước mà mình không có sát sanh á, được cái phước sống lâu. Ừ, rồi cái nếu mà mình giữ giới mà mình coi thường người khác là ta đây là cái người thông minh, ta đây là người giữ giới, còn mấy người là cái thứ ngu ngu si đần độn, mấy người là cái thứ mà phá giới không có giữ giới. Thì khi mình giữ giới bằng cái tâm ngã mạn như vậy đó, đời sau sanh ra lại thêm một chuyện nữa. Ở trong mình sẽ rơi vào cái giai cấp kép nha. Thí dụ như mình giữ giới không sát sanh thì sống lâu, đúng là sống lâu, giữ giới không sát sanh được sống lâu, nhưng mà mình sẽ ở trong một cái giai cấp thấp kém. Ví dụ như bần cùng trong một cái xóm nghèo, trong cái xóm trọ, trong cái xóm hôi hôi rình, thì cũng làm ở đợ cho người ta, rồi ở dưới quyền ta bị người ta sai xử, nhưng mà già, nhưng mà anh sống lâu, sống lâu đó, nhưng mà ở trong giai cấp thấp kém. Ừ. Hoặc đó là thông minh, nhưng mà người ta thông minh á, cái trí người ta thông minh được làm ông này ông kia, nhưng mà mình thông minh á thì mình giỏi lắm là mình lên được cái chức là thư ký, thư ký xã thôi, thư ký phường, thư ký xã. Lên không được nữa, lên cao không được. Mặc dù mình thông minh bằng trời đó, mình muốn lên lên không được. Thì cái kiểu mà mình giữ giới mà mình ngã mạn đó, thành thử là như sư nói, nghiệp có trắng có đen, cho quả có đen có trắng. Giữ giới là tốt, nhưng mà giữ bằng tâm sân thì nó sẽ cho cái quả bằng tâm sân, thành ra là cẩn trọng ha. Rồi còn một chuyện nữa, con thấy một con vật đang bị hành hạ hoặc sắp chết, con khởi lòng từ bi cứu giúp nó bằng tâm sân thì có sai không? Nếu con cứu được một đàn chó, một đàn súc vật khỏi cảnh giết mổ mà con phải chịu cái chết từ người sát sanh, thì con có được phước được giải thoát không thưa sư? Cẩn thận nha. Nếu như á, đại business nó không khéo á, ví dụ như cái chỗ mà người cái lò người ta đang mổ heo, mổ gì chạy vô gì can thiệp con heo này. Cẩn thận nha, tại vì con vật nuôi đó, dù là nuôi để thịt thì nó thuộc về tài sản của người khác, nó không thuộc về tài sản của mình. Cho nên trừ khi là mình mua mình cứu nó, chứ còn không có chuyện mà mình lôi mình nhào vô cái đó là coi chừng nha. Cái đó mà pháp luật Việt Nam á thì họ quy mình vô cái tội là cướp giật tài sản á, mà theo giới thì cũng không có được như vậy, tại vì nó thuộc về tài sản của người khác. Thêm nó có một vài cái vấn đề như thế này, có những chuyện mình nghĩ là mình đúng nhưng mà nó chưa chắc đúng. Quý vị có cái lòng tốt muốn cứu chúng sanh đó, thì nó là chuyện tốt, nhưng mà như sư nói hồi nãy, quý vị cứu mà thiếu trí á, mình có giúp được nó hoài không? Rồi mình cứu nó thì đương nhiên là được phước á, cứu chúng sanh đương nhiên được phước á. Nhưng mà như sư nói hồi nãy, nghiệp có trắng có đen, cho quả có đen có trắng, đời sau sanh ra nhờ cứu giúp động vật, con này con kia, mình được cái phước sống lâu, nhưng mà do mình làm bằng cái tâm sân á, cho nên là mình xấu xí, cái tướng mạo nó xấu, người ta không có muốn nhìn. Cái thứ hai là do mình làm việc bằng tâm sân, cho nên là mình sẽ bị người khác ghét bỏ. Tức là mình già, sống lâu già không có chết,
lâu chết, nhưng mà thứ nhất là xấu, cái thứ hai là bị ghét, thì quý vị tùy quý vị chọn thôi. Cho nên làm phước thì mình nên có cái trí, ví dụ như quý vị thấy là người ta giết mổ động vật mà mình không có đành lòng á, thay vì mình dùng vũ lực, mình dùng vũ lực thì nó phạm vào rất là nhiều những cái chuyện không có nên, không có đáng, thì mình có thể mua, nếu như không thuyết phục được bằng ta nói là không thuyết phục được bằng lý thì đừng có dùng vật lý để thuyết phục người ta, tức là mình dùng nắm đấm á, nên thuyết phục người ta bằng lý chứ đừng nên thuyết phục người ta bằng vật lý đấy. Mình có thể mua hoặc có thể thuyết phục người ta để mà người ta bỏ, tùy làm cái gì được thì làm, nhưng còn không có nên dùng vũ lực nha, cái chuyện đó là cái chuyện không có nên. Và khi mà quý vị làm á, như xin ở cái ví dụ mà quý vị vừa nói đó, do chúng ta làm mà với cái tâm thiếu trí tuệ đi kèm, cho nên nó là cái nhân thiện, nhân thiện nhưng mà vô trí, nhân thiện ly trí, thì nó không đưa đến giác ngộ giải thoát. Nhớ dùm cái chuyện đó. Thì sư cứu giúp hay binh vực che chở kẻ yếu thế có đúng chánh pháp không sư? Có những việc mình nghĩ là mình đúng nhưng mà có chắc là nó đúng hay không? Sư lấy ví dụ như người ta mượn nợ nhưng mà rồi người ta xù nợ, người ta không trả, chủ nợ tới nó đầu nó quánh, rồi cái con nợ nó quỳ nó lại nhưng mà nó nhất quyết là nó không có trả, nó hứa cái kiểu mà tôi hẹn dai chứ tôi không có quỵt ai. Nếu quý vị nghĩ, đương nhiên trong cái trường hợp đó cái người mượn nợ là cái kẻ bên yếu thế, quý vị nhào vô quý vị can á, quý vị có nhắm là quý vị sẽ thuyết phục người ta bằng lý hay là quý vị sẽ thuyết phục người ta bằng vật lý, rồi người ta sẽ dùng cái vật lý để mà người ta nói chuyện lại với quý vị nha. Rồi có những chuyện nó như thế này, ví dụ như một người đó, nó khi mà nó có thế thì nó giết cả nhà người ta nè, nó giết cả nhà người ta, rồi tới hồi nó thất thế đó, người ta tới người ta trả thù nó, thì tới cái hồi mà nó giết cả nhà người ta đó mình không có thấy, nhưng mà tới hồi nó thất thế người ta tới người ta trả thù thì mình thấy, rồi mình nhào ra mình giúp, thì quý vị nhắm là quý vị đúng hay là quý vị không đúng? Cái vấn đề nó như thế này, chúng sanh ở đời có những cái mâu thuẫn với nhau, oan trái với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Khi mà mình chưa có cái trí tuệ nhìn rõ vấn đề đó, không có nên tùy tiện chen vào nhân quả của người khác. Có nhiều chuyện mà tự thân sư trải nghiệm và sư thấy sư rút ra một cái kết luận nó như thế này. Có khi á sư thấy hai cái chúng sanh là họ có oan trái với nhau. Mình vì cái lòng tốt, mình can thiệp để mình mong cho là người ta chấm dứt oan trái bằng cách là mình binh vực một phương mà mình thấy là họ yếu thế, nhưng mà cái vấn đề là mình vô trí
mình không biết được nhân quả của người khác, mình tùy tiện mình xen vào, nó dẫn đến cái chuyện cái người mà mình giúp á họ không có biết ơn mình, mà cái người mình can thiệp cái phe bên kia đó thì họ đâm ra họ oán mình, nó dẫn đến cái chuyện là mình gọi là làm ơn mắc oán. Thành ra làm cái gì thì cũng phải có suy xét trước sau, có đầu có đuôi, có nhân có quả. Đó là lý do tại sao á mà Đức Thế Tôn khi ngài giác ngộ giải thoát, chúng sanh khổ ở khắp nơi, có nơi chúng sanh bị hành hạ đến chết, bị đánh đập đến chết, có nơi chúng sanh giết nhau, có nơi chúng sanh làm hại nhau, mà tại sao Đức Thế Tôn cũng như tăng đoàn các ngài không có can thiệp? Bằng cái thiên nhãn của các ngài biết hết mà tại sao các ngài không có can thiệp? Bởi vì oan oan tương báo đời nào cho hết. Một, họ không có duyên với các ngài. Hai là chúng sanh oan trái với nhau, rồi đời này qua kiếp khác các ngài nhìn chúng sanh làm bất thiện, các ngài nhìn bằng cái lòng bi mẫn, cho nên bằng trí tuệ của một vị chánh đẳng giác, bằng trí tuệ của một vị giác ngộ, các vị thánh nhân các ngài làm hai chuyện như sau. Thứ nhất là các ngài tự mình tu chứng đạo quả giải thoát. Thứ hai là sau khi các ngài giác ngộ thì các ngài giúp chúng sanh, giúp tới đâu là giúp thẳng tới giác ngộ luôn, chứ không có cái kiểu giúp mập mờ để rồi không biết chuyện, mình tùy ý mình can thiệp vô cái nghiệp của chúng sanh rồi mình dính vào trong đó rồi mình dứt không có ra nha. Thành ra là nó cẩn thận, cẩn thận tốt nhất á là mình lo mình tu đi, mình lo mình tu chính bản thân mình, lo diệt trừ những cái tâm bất thiện của bản thân, rồi đến khi mà mình chứng đắc được đạo quả cái này cái kia thì mình giúp chúng sanh á, mình giúp được đến nơi đến chốn. Còn bây giờ đó cái trí của mình á, nó chưa có thì mình tùy tiện can thiệp vào cái nghiệp lực của chúng sanh á thì chưa chắc mình sẽ làm cho sự việc nó tốt hơn đâu nha. Cho nên lý tưởng có lý tưởng là tốt, nhưng mà cái lý tưởng đó nó phải đi kèm với cái năng lực nữa. À đúng rồi đó ha. Một là thuyết phục phục bằng vật ha, hai là thuyết phục bằng lý, chứ đừng có dùng vật lý để thuyết phục người ta ha.